Các cấp các ngành cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án được cấp phép đi vào hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong sáng nay, ngày 28 tháng 2. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa có biến động lớn do tác động có độ trễ so với dịch COVID-19 mới phát sinh. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn sẽ chịu ảnh hưởng kép do tác động chính sách và thiệt hại dịch bệnh gây ra, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như bia do tác động của Nghị định 100 NĐ-CP. Dệt may giảm do thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và các chi phí phòng dịch phát sinh. Dự báo sản lượng bia tiêu thụ giảm 25-30%, khách du lịch giảm 20-30%, tốc độ tăng trưởng GRDP còn khoảng 6,8-7,2%. Kế hoạch năm 2020 là 7,5-8%. Tại cuộc họp, các ý kiến đề cập đến nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giải pháp về thuế phí. Nhiều thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng cần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân doanh nghiệp chống trì trệ trong phát triển, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế để vừa bù đắp thiệt hại, vừa giảm thiểu tác động của dịch. Việc phòng chống dịch thành công cũng là giải pháp quan trọng để tỉnh phát triển. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định Huế là điểm đến an toàn, thân thiện và thu hút du khách. Tỉnh đang triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, không để dịch COVID-19 xâm nhập, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Đồng thời thực hiện mục tiêu đảm bảo sự phát triển của tỉnh, quyết liệt chống dịch, nỗ lực vượt khó, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương có kế hoạch, phương án, kịch bản đối phó tác động về kinh tế xã hội do dịch COVID-19. Về các giải pháp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng, góp phần hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh sẽ tập trung cân đối điều hành với quyết tâm nỗ lực cao nhất, quyết liệt nhất, đồng bộ nhất. Các cấp các ngành cũng cần phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chặt chẽ hơn, linh hoạt hơn. Phải thay đổi cơ cấu nguồn thu, tập trung sản xuất kinh doanh, mỗi tháng ít nhất một dự án khởi động có khối lượng trên 100 tỷ đồng. Yêu cầu tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp phép đi vào hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19. Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kích cầu phát triển du lịch, tăng cường công tác quảng bá thông điệp Huế là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong các hành trình sắp đến của du khách, là địa phương đã và đang chủ động kiểm soát tốt những tác động của dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công khai minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình dịch bệnh, nhất là các biện pháp phòng tránh dịch bệnh để tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.